Chào mừng quý vị anh chị đến với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ. Ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến quý vị anh chị một những chiếc xe của hãng Mazda đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình. Hôm vừa rồi thì bên em cũng có một chiếc Mazda 2 bản Luxury 2019. Nhưng mà chiếc đấy thì em vừa đăng lên thì đã có khách hàng đến mua và lấy luôn rồi ạ. Ngày hôm nay thì em đang có mẫu Mazda 3 và Mazda 6 và CX-5. Em sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị để anh chị theo dõi ạ. Đầu tiên thì em có chiếc Mazda 3 sedan sản xuất năm 2017, động cơ 1.5 bản facelift. Và chiếc này thì là màu trắng, nội thất màu đen. Xe lăn bánh được hơn 3 vạn km, trong khoảng giá là chưa tới 600 triệu đồng là anh chị đã có thể sở hữu chiếc này rồi. Tiếp đến thì mời quý vị anh chị theo em để em giới thiệu đến mọi người một chiếc Mazda 3 nữa. Tuy là để hơi xa nhau nhưng anh chị hãy theo dõi ạ. Đây là chiếc Mazda 3 bản facelift 2018 màu đỏ. Chiếc này thì lăn bánh được 2 vạn km, biển số thành phố. Khi mà đăng ký lại biển Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và đặc biệt là chiếc này đã trang bị thêm camera hành trình rồi, rất là mới. La răng cũng được sơn la răng đen rồi. Với tầm giá loanh quanh 600 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý ạ. Đó, sedan, chiếc Mazda 3 sedan màu đỏ 2018. Bên cạnh đây thì em có một chiếc Mazda 3 nữa, nó là kiểu dáng hatchback nhé mọi người nhé. Chiếc này là màu đen, nội thất màu đen, sản xuất năm 2016, biển số là biển số tỉnh. Và chiếc này thì nó có tầm khoảng giá là trên 500 triệu đồng một chút thôi ạ. Em có thể tìm xe cho mọi người theo màu. Anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm Mazda 3 sedan hoặc hatchback hoặc là theo năm sản xuất thì có thể gọi điện đến hotline ở trên màn hình cho em để em có thể tư vấn và tìm xe cho mọi người. Hiện tại thì em có thêm mẫu Mazda 6 để cho quý vị anh chị. Đây, trước mắt anh chị đang là chiếc Mazda 6 bản 2.0, bản premium, bản cao cấp đấy ạ. Chiếc này sản xuất năm 2017 và nó là bản cao cấp. Xe lăn bánh được hơn 3 vạn km, cũng còn rất là mới, trong khoảng giá trên 700 triệu đồng. Thì chiếc Mazda 6 này thuộc phân khúc D, là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Bên cạnh đây thì em có một chiếc Mazda 6 nữa. Chiếc này thì đời cao hơn một chút, sản xuất năm 2018, bản 2.0 Premium. Ở bản Premium thì chúng ta có thể phân biệt ở cái lipo này. Đó. Còn bản 2.0 thường thì sẽ không có. Chiếc này lăn bánh được 2 vạn km, còn rất là mới. Và cũng là biển số thành phố. Chưa tới 800 triệu đồng nhé mọi người nhé. Chiếc này chưa tới 800 triệu đồng. Và trước đây chiếc này lăn bánh thì nó có giá là trên 1 tỷ đấy ạ. Thì bây giờ chỉ chưa tới 800 triệu đồng là quý vị anh chị đã có thể sở hữu chiếc này rồi. Ở dưới đây thì em còn một mẫu xe của Mazda nữa, đó chính là Mazda CX-5. Một chiếc xe trong phân khúc SUV, SUV cũng được rất là nhiều các bạn trẻ và các người dùng sử dụng tin tưởng. Đây là chiếc CX-5 2.5 sản xuất năm 2017, tầm giá là loanh quanh 700 triệu đồng. Và chiếc xe này của em là màu đen, nội thất màu đen. Xe chạy được hơn 1 vạn km thôi ạ, còn rất là mới. Ngoài ra thì quý vị anh chị có thể tìm những mẫu xe CX-5 mới của năm 2018 thì em cũng có thể nhận tìm xe cho quý vị anh chị theo màu, theo đời, năm sản xuất và theo phiên bản động cơ. Vừa rồi thì em đã có những mẫu xe Mazda cho quý vị anh chị có thể theo dõi và lựa chọn. Anh chị mà đang có nhu cầu chiếc nào thì hãy gọi điện đến hotline cho em ở số ở trên màn hình. Và tất cả xe em bán ra sẽ cam kết bằng văn bản cho anh chị không đâm đụng ngập nước, km chuẩn. Cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ em.